Dạ anh hai, đây là anh Phong, người mà em đã nói với anh đó. Dạ tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Nói đi. Dạ, thằng này nó dám ngoại tình với vợ người ta, nó coi Phong không ra cái gì hết. Tôi chỉ nói với chú một câu đơn giản thôi, là tôi nhất định sẽ đưa thằng này vào lại lao tù. Nếu được như vậy thì cảm ơn anh. Hy vọng là anh hãy giúp tôi một tay. Dạ. Được, biết điều lắm. Mấy chú đã giao việc này cho Hải Đen thì Hải Đen này sẽ không làm cho mấy chú thất vọng đâu. Em có chai rượu biếu anh Hải. Khách sáo quá rồi, cũng không muốn làm mất thời gian của anh Hải nữa. Hy vọng là sớm nhận được tin tốt lành từ anh. Ok, vậy đi. Không tiện nha. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Đại ca, chuyện gì vậy? Thằng Lâm á, nó gia nhập tụi tóc xù chống lại đại ca. Nó còn bán luôn căn nhà cho tụi tóc xù nữa. Tụi em không hoàn thành trách nhiệm, mong đại ca tha lỗi. Mày nghe đó, nước sông không phải nước giếng. Lâu nay tụi nể nàng đó, vậy mà nó không biết cuộc chơi. Tao nhất định phải cho nó rớt giá. Cứ theo bản vẽ mà làm nha. Ừ. Còn cậu nữa, chán làm nhanh cho kịp tiến độ nha. Dạ, em biết rồi, em đang cố làm nè. Ủa, chú, không mời chú không? Thôi khỏi, tôi có chuyện cần nói với cậu. Thôi tôi ký hợp đồng với cậu, có điều khoản là giữ trật tự an ninh cho xã phường. Nhưng chuyện vừa rồi thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi thấy những công nhân ở đây và bạn bè của cậu toàn là những người gì đâu không à. Dạ chú ơi, trong chuyện vừa rồi con cũng xin lỗi chú, nhưng mà lần đầu vi phạm, mong chú hãy thông cảm cho con. Con hứa từ đây sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Thôi cậu cứ đưa tôi đi, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi không có đủ bản lĩnh, tôi hiểu đầu mà không còn cách nào hay hơn là tôi phải tự bảo vệ tôi và gia đình. Tôi cũng đã nói sơ qua với bà Hồng. Giờ phiền cậu, chúng ta chấp nhận hợp đồng. Chú anh, từ đây con sẽ không tái phạm. Con mới chỉ lập nghiệp, chú giúp con nha. Thôi, tôi nói với cậu rồi đó, tôi có thể cho cậu thêm một tháng tiền nhà để cậu đi một chỗ khác. Nếu cậu không dọn thì tôi sẽ cho người cưỡng chế đó nha. Chú, bây giờ tính sao? Thực ra thì mình cũng sai, nhưng mà không hiểu sao lần này tính cứ thay đổi quá vậy. Nếu như mà ngày hôm đó có tôi ở nhà thì đã hết chuyện rồi. Số tụi mình đúng là khổ mà. Tôi nói với cậu rồi đó, tôi có thể cho cậu thêm một tháng tiền nhà để cậu đi mướn chỗ khác. Nếu cậu không dọn thì tôi sẽ cho người cưỡng chế đó nha. Sơn, Sơn ước mơ sau này sẽ làm cái gì? Ước mơ của Sơn đó hả? Sơn ước mơ sau này là một nhân dân thành đạt. Chị còn Phương, sau này cũng có làm gì? Phương hả? Bí mật. Để người ta đợi cho đợi cái bí mật. Cô nói đi. Không,
biến mất. Ok, nhìn quá tốt. Còn Trinh Hải đang trên tâm. Dạ, tốt anh. Hắn sẽ liên lạc với thằng Sơn. Bà ơi, bà ơi. Ủa, ông về rồi hả? Sao mà thảo Sơn nó về chưa? Con mới vừa ăn cơm xong lên lầu ngủ rồi. Bà cũng biết là con nó đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn. Bà coi ở nhà động viên an ủi nó, đừng để nó chán nản rồi xảy ra chuyện lớn. Tưởng đâu mọi chuyện êm xuôi, ai ngờ thì tội nghiệp luôn. Bà cũng đừng rộng rĩ trước mặt con nữa. Thôi tôi đi lên dưới đó một chút đi. Thank you.
Mày cũng biết chứ, sẽ có những lúc như thế này mà. Phải vì Phương mà cố gắng lên. Cô ấy cần mày mà. Dạ. Bác, con. Bác ngồi đi. Chuyện đó sưởng ba biết hết rồi. Con đừng có buồn. Có khó khăn thì mình mới trưởng thành. Con đừng bao giờ đánh mất lòng tin của mình. Dạ, con biết rồi. Con cũng sao đâu ba. Con người hơn nhau là ý chí đó con. Dấp ngã xong thì đứng dậy. Con không có một mình mà con cả gia đình ở bên. Sơn đang làm ăn đường, sao lại dọn đi chứ? Hay là do cái chuyện đánh nhau hôm trước? Nhưng mà tại sao điện thoại lại không liên lạc được chứ? Sơn lúc nào cũng muốn chơi trò biết chuyện với mình hết á. Sơn không thể nào trốn lên mãi được đâu. À, xin lỗi, chị có phải tên Linh không? Ừ, có chuyện gì? À, đây là quà của chị. Xin chị ký nhận giùm em. Mà quà này là của ai tặng vậy anh? À, xin lỗi chị, trên đây không có ghi thông tin người tặng. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Bữa nay có ai giấu mặt tặng quà con gái tôi vậy ta? Và tôi không thích. Bí bí ẩn ẩn, suy nghĩ nhức đầu. Mến tặng Ánh Linh, chúc em hạnh phúc trẻ đẹp. Ai tặng cũng được miễn có lòng. Nếu mà có lòng á thì quà này đẹp đó con. Alo, tao là Phong. Tao chỉ nói thật. Nếu như mày là một thằng ngu cũng dám đối đầu với tao thì tao sẽ cho mày không có cơ mặt. Chơi tao.
chơi đẹp lắm đó Lâm. Là mấy em thằng Lâm này, tao cũng đã hiểu rõ con người của mày mà. Nếu có giỏi thì qua đây mình thử tao. Mày đừng có hòng đụng đến căn nhà này. Cục mẹ mày, để tôi chạy cho mày. Mày thế nào mình để phép cục chó lắm. Nhớ địa chỉ mấy cái đồ kia lên đây nha. Ừ. Qua đây. Phương thấy ở đây sao? Có được không? Sao làm gì mà Phương gọi qua không bắt máy? Sao có nói với Phương mà. Tại sao mới vừa đổi số điện thoại. Có gì lát nữa sao đưa Phương nha. Điện thoại. Tối nay tụi mình đi ăn phần sự mới của Sơn nha. Được, khoảng mấy giờ vậy? 6:30 nha. Vậy cũng được. À, quên nữa. Phương ngồi xuống đây đi. Sơn có này bút ve nè. Mấy mẫu mới của Sơn vừa mới thiết kế. Phương xem thử rồi cho Sơn ý kiến nha. Phương thấy mẫu nào cũng đẹp hết. Cái này nè. Vậy hả? Còn nữa đây. Để coi. Ê mày, thằng này là mắt lớn. Gan này to thiệt. Được, cứ để nó sung sướng. Dạ, đúng như vậy ạ. Dạ, bác cả. Gia đình em bây giờ đau đầu vì nó lắm. Dạ, tụi em đã cách ly tụi nó hơn 5 năm nay rồi. Tưởng mọi chuyện vậy là xong. Ai ngờ, tụi nó vẫn liên lạc và chờ nhờ. Cũng chẳng biết tại sao. Cái thằng nó lại ra tục sớm như vậy. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp vào. Nghe chú nói như vậy, tôi cũng thấy lo lắm. Dạ, cảm ơn bác. Bà, con Phương nó vẫn chưa về hả bà? Nó nói giờ này nó về, mà sao vẫn chưa thấy nó về nữa? Nè, tôi tính như vậy. Tôi đã điện thoại cho bác cả. Chắc mình phải nhờ bác cả vào đây để khuyên bảo con bé. Vì từ nhỏ con bé đã rất nghe lời ông. Lần này lại phiền bác cả nữa rồi. Bà đi nghỉ sớm đi. Nói về tôi sẽ nói chuyện với nó sau. Alo. Chào ông anh. Tôi muốn thuê cái xưởng của ông lại để làm ăn. Dạ nhưng mà cái xưởng có người thuê rồi. Tôi sẽ thuê lại với giá gấp đôi. Tiền nên thu đồng cho người ta. Tôi sẽ trả lại cho ông đầy đủ. Tôi muốn làm ăn lớn, không quan trọng mấy chuyện lẻ tẻ đó đâu. Được không ông anh? Hay là ông anh cho tôi giá mới đi. Tiền đâu đối với tụi tôi là không quan trọng. Miễn là ông anh đồng ý. Suy nghĩ cho lên đi. Nếu không thuận lợi
thì tụi tôi sẽ có cách khác. Tụi này không quen nó nhiều đâu. Alo, alo. Anh uống gì? Cho ly cà phê đã. Anh Bình. Mày đặt đợi nó che mặt hù nữa. Đây, anh đến đây là để thu thập ý kiến khách hàng. Cái sản phẩm tụi anh làm có tốt không? Sao tới đây mà không báo cho em biết? Anh có công việc ở gần đây, sẵn tiện anh ghé thăm em luôn. Với lại anh báo cho em một tin mừng của Sơn. Tin gì vậy? Sơn đã mở xưởng mới rồi. Mở xưởng mới? Làm ăn được không? Thì làm không được chỗ này á, phải tìm chỗ khác chứ. Nói chung là lần này thấy Sơn quyết tâm rồi. Mình đâu có nhìn lầm người. Người yêu của mình phải là số 1 chứ. Thôi, anh ngồi đây nha, để em đi lấy cà phê. Ừ. Sơn. À, chú. Mời chú ơi. Chút nước. Dạ chú ơi, hay là còn điều gì trong hợp đồng chưa thỏa đáng hả chú? Cho chú xin lỗi nha. Có chuyện gì xin chú hãy nói ra đi, chúng ta có thể thỏa thuận được mà. Anh con trai lớn của chú, trước đây á, đó là chủ của cái xưởng này. Nó đi làm ăn xa nên cái xưởng bỏ hoang. Chính vì vậy cho nên chú mới cho cháu thuê. Dạ. Vậy thì sao hả chú? Sắp tới đây nó về lại, nó cũng lấy lại cái xưởng để sản xuất kinh doanh. Nhưng mà con chỉ mới bắt đầu thôi. Tại sao lúc đầu chú không nói trước? Nó bất thình lình quay về tối hôm qua. Cho chú, chú xin lỗi cháu nha. Chú sẽ trả lại tiền đặt cọc cho cháu. Đây, đây là số tiền cháu đã đặt cọc và cả tiền đền bù được chấm dứt hợp đồng. Cháu cầm đi. Chú. Thôi, cháu thông cảm nha. Chú đi. Có chuyện gì vậy sao? Sự quy dẹp rồi chứ gì nữa. Sao kỳ vậy hả? Con trai của ông ta mới về. Ông ta có lấy này xử. Trời, đây là số tiền cậu ông trả lại và số tiền đền bù hợp đồng bất động. Chuyện này cũng đơn giản như vậy đâu. Tại lúc mình thuê lại cái xưởng này, ông có nói gì về con trai ông đâu. Sao giờ lại căn cớ như vậy? Chắc chắn là con người chúng ta vô dụng này. Có cái gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể ép ông thì chúng ta thuê được nữa. Hay là có người phá mình? Tôi có gây thù quán gì với ai đâu mà ông phải nói vậy. Chắc là do số tôi xu quá. Người này phải là một người rất giàu mới có đủ tiền để thuê lại cái xưởng này và sẵn sàng trả tiền đền bù hợp đồng. Tôi nghĩ đây có người muốn hại ông đó. Mày làm gì không? Tao không. Tao chỉ nói nhanh cùng. Nếu như mày là một người dám đối đầu với tao, thì tao sẽ cho mày một bức cướp mà. Có thể tôi đúng. Tôi biết chúng ta là ai rồi. Mình không cho ba mẹ biết chuyện này. Mình phải tính cách khác. Kìa, con trai mà. Hôm nay không qua xưởng sao? Dạ, con đang dự định là sẽ nghĩ ra một cách kinh doanh mới mà không cần nhiều vốn liếng. Nói cho ba mẹ thử coi. Dạ, thay vì phải thuê một mặt bằng lớn, giờ mình phải tốn kém rất nhiều chi phí, với lại phải tốn tiền bảo dưỡng máy móc hàng tháng nữa.
mình sẽ tập trung vô bán hàng online. Nếu như xây dựng chiến lược thương hiệu thành công thì lúc đó sẽ không còn phụ thuộc vào mặt bằng nữa. Lý thuyết thì rất dễ, nhưng mà con thực hiện bằng cách nào? Lý thuyết thì rất dễ, nhưng mà con thực hiện bằng cách nào? Giờ trước mắt thì con đã trả lại mặt bằng rồi. Nhưng mà má đừng có lo, con vừa liên lạc với anh Hoàng Ngoại Giáo thôi. Con định sẽ liên kết với các xưởng mộc của Trà Giang. Xưởng mộc của Trà Giang là sản xuất sản phẩm có chất lượng, nhưng mà vẫn còn kém phong phú về mẫu mã, với lại cũng chưa có thương hiệu nữa. Đây, má xem thử đi. Con dự định là sẽ gửi các bản phát thảo mẫu mã này để bên xưởng của Trà Giang sản xuất, sau đó sẽ tung lên mạng để thăm dò xem thị hiếu ra sao. Nếu như mà có đơn đặt hàng thì mình sẽ cho sản xuất thêm. Má cũng yên thêm cho con nha. Mẫu đẹp cũng được nha. Dạ. Nhưng mà con phải để ý những cái xung quanh. Dạ. Vậy người ta mới chú ý. Dạ. Nếu mình chú ý thì sản phẩm phải bắt mắt. Dạ. Vậy sẽ hấp dẫn hơn. Dạ. Dạ. Để con đi nè. Dạ đọc nè. Cũng có một đây nè. Dạ. Theo bà thấy thì nó hơi rộng ra. Làm sao mà cho nó dễ dàng hơn. Dạ. Vậy bà ghi để giúp con. Đây nè, chỉ có những món này thôi các bạn. Cô tìm ai vậy? Dạ, chú cho con hỏi, người thanh niên thuê xưởng của chú đâu rồi? Dạ, con có tới tìm mà không có thấy ai hết. À, có người thuê giá cao hơn nên tôi cho họ thuê rồi. Nhưng không hiểu sao họ thuê mà tôi không thấy họ sử dụng. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ, không có gì. Chẳng lẽ lại là hắn ta? Những trò này chắc chắn là sản phẩm hắn. Anh Sơn,
điều nước với Linh được không? Linh có chuyện muốn nói. Cảm ơn Linh nha. Đây không phải là lần đầu Linh cứu sao đâu. Chúng tôi có nhiều duyên đời với nhau lắm. Anh Sơn, con cảm ơn Linh cả đời cuộc không hết nữa. Tình với anh Sơn thân tình với nhau từ lúc anh Sơn còn chưa vào tù. Và tôi rất yêu anh. Bác sĩ Lương có xe cấp cứu. Bác sĩ về gấp đi ạ. Được rồi, tôi về liền. Tôi có chuyện rồi, tôi về đi. Cảm ơn Lương. Ráng khỏe nha con. Chụp người sao rồi con? Ráng nghỉ ngơi cho khỏe nha con. Chị nghĩ tất cả các bệnh nhân đều bị rối loạn tiêu hóa cấp. Có thể đây là một vụ ngộ độc thực phẩm. Dạ, hai bệnh nhân đều ăn cùng một loại thức ăn. Em cho chị gặp người nhà bệnh nhân. Dạ. Bác sĩ ơi, con tôi có sao không bác sĩ? Chị cứ ngồi đi chị. Chúng tôi đang làm một số xét nghiệm nữa mới đưa ra kết quả. Các bé còn nhỏ nên hệ tiêu hóa còn rất yếu. Mọi người nên hết sức cẩn trọng về vấn đề ăn uống, nhất là những chỗ không sạch sẽ. Tôi rất kỹ trong vấn đề chọn lựa ăn uống, nhưng mà ngày hôm nay là ngày sinh nhật của cháu Út, nên cả gia đình của tôi đưa cháu đi ăn. Tôi cũng đã rất kỹ vấn đề lựa chọn nhà hàng có uy tín và nổi tiếng. Mà ai ngờ xảy ra chuyện đâu bác sĩ. Chị có danh thiếp của nhà hàng đó không? Dạ có, cho em gửi. Cảm ơn chị, đầu giờ chiều chúng tôi sẽ thông báo kết quả. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi vừa nhận đi báo vừa rồi, có 3 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm ở nhà hàng mình, đề nghị cho chúng tôi kiểm tra. Các anh cũng biết là nhà hàng chúng tôi rất là uy tín và đặt vấn đề vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu. Vì vậy chúng tôi rất là bức xúc về việc một số thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc là hết hạn sử dụng. Có thể là các em ăn ở đây xong rồi đi đến một nơi nào khác để ăn, cho nên mới bị như vậy. Nhưng theo trách nhiệm thì chúng tôi vẫn phải đi kiểm tra mẫu thức ăn. Xin anh chấp hành. Dạ dạ, mời anh đi ạ. Mời mấy anh. Hy vọng đây là cơ hội để ba mẹ mình hiểu tinh phong hơn. Và ba mẹ sẽ chấp nhận sao thôi. Mình phải gọi báo cho ba mẹ. Không phải lần này tôi mới cứu anh Sơn đâu. Chúng tôi có nhiều duyên nợ với nhau lắm. Anh Sơn cảm ơn tôi, cả đoàn cũng hết nữa. Tôi với anh Sơn thân tình với nhau từ khi anh trong vô tù nữa. Và tôi rất yêu anh. Sao mình chưa bao giờ nghe Sơn nói về cô gái này? Kỳ lạ thì. Làm gì là tao nói chứ. Dạ,
em đã làm theo lời của anh dặn rồi. Được rồi, mình đi làm việc đi. Dạ, em chào anh đi. Sao rồi? Trên biển đông, em đã bán được hết xe rồi. Bán tới đâu lại em sẽ đi tới đó. Có thách không bỏ ra anh em mình được đâu. Tốt, tối có gì vậy anh em mình gặp nhau nha. Ừ, tốt. Mày ráng tranh thủ giải phóng được số hàng đó. Nếu như mà hoàn vốn, tao có thưởng nghe chưa? Mà đây, nhớ phải làm việc cẩn thận. Dạ. Sao những gì con nói mẹ không thể nào tin nổi. Mẹ, đó là con người thật của hắn mà mẹ. Ba mẹ cứ nhìn bộ dạng của hắn thì tin, chứ con thì con không có tin đâu. Mẹ hiểu, nhưng nào giờ con không có thiện cảm với thằng Phong, cho nên mới nghi ngờ nó vậy. Chứ nó là doanh nghiệp lớn mà con, làm gì mà nó làm những cái chuyện cỏn con vậy con. Mẹ, chuyện rành rành như vậy rồi mà mẹ còn tin hắn nữa. Mẹ con nói đúng đâu. Con coi đi, con đúng hay là ba mẹ đúng? Qua các thông tin về ngộ độc thực phẩm của ba cháu bé phải nhập viện và theo sự yêu cầu của quý phụ huynh, chúng tôi tức tốc tới kiểm tra nhà hàng Nhất Phong, địa lý các mẫu thực phẩm đang sử dụng trong bếp cũng như trong kho về xét nghiệm kiểm tra, thì thực phẩm ở cơ sở này đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sao có thể như vậy? Chính con là người trực tiếp cứu chữa ca ngộ độc đó mà. Chuyện như vậy mà con cũng ngạc nhiên sao? Sao con có thể chắc chắn là những đứa trẻ đó chỉ ăn một chỗ đó rồi đã vậy? Sao bao nhiêu người cùng ăn thì không bị sao hết? Nói chung con đã hiểu sai một người tốt như thằng Phong. Con với anh ta như dầu với nước, khó có thể hòa giống được. Con mệt rồi, con xin phép ba mẹ. Dạ, mẹ, mẹ có sao không? Mẹ muốn ăn gì để con nấu cho. Sư phụ, con có thể làm theo mong muốn của mẹ được không? Mẹ cứ nói đi, bất cứ điều gì con cũng sẽ làm hết. Sư, con nhất định phải chia tay với con Phương nha. Công việc của con cứ lận đận lại, mẹ buồn và lo. Đàn ông mà tự ái gây tung là kinh khủng lắm con ạ. Họ có nhiều tiền, lại nhiều thủ đoạn nữa. Con có thể tránh được hôm nay, nhưng mà không thể tránh được những hàng kế tiếp. Mẹ sống mà trong lòng cứ phập phồng lo sợ hoài như vậy, mẹ chết mất con ạ.